Who can tell me what I say about? Can you hear me? So how glad can you hear me? Các em có nghe cô nói không? Đi đâu hết rồi? So how glad? Can you hear me? Okay, can you see the screen? So, what I say about bạn Thủy Tiên says that he is lab technician. Đấy là kỹ thuật viên ở phòng xét nghiệm. So, what does he do? What is he doing? What is he doing? Laboratory test. Good. Ông này ông đang làm cái gì đây? Các cái thi xét nghiệm ở phòng thí nghiệm nhá. Okay, lesson number 6 we study about laboratory test. Như vậy ở bài số 6 này chúng ta sẽ học về các cái xét nghiệm ở trong phòng thí nghiệm. Thì nó có những cái xét nghiệm nào? Okay, in laboratory test, the first one we study about a microbiology request form. Đầu tiên chúng ta sẽ học về cái mẫu yêu cầu về xét nghiệm sinh học, các cái vi sinh. The second one, a biochemistry and hematology lab report. Và chúng ta học về cái báo cáo và các cái abbreviation, các cái viết tắt ở trong cái báo cáo về cái xét nghiệm sinh hóa và xét nghiệm huyết học. And the last one, we also study about the term used to describe lab result. Và cái phần cuối cùng, cái phần cũng rất quan trọng, chúng ta học về các cái cách, các cái thuật ngữ để mô tả các cái kết quả của xét nghiệm. Ví dụ như nó tăng, nó giảm, hay là bình thường, hay là abnormal, normal, abnormal. Now let's begin the first one. Look at a microbiology request form. Now look at this form. There are many information in this form, such as. Các nhìn vào cái form này có rất là nhiều thông tin. Chẳng hạn như là gì? Thứ nhất, personal information, thông tin về cá nhân. Or medical history, cái lịch sử về các cái gì? Lịch sử về y tế của mỗi cá nhân. Okay. The result of microbiology test, hoặc là các cái kết quả về cái xét nghiệm vi sinh. So that people use a lot of abbreviation for specimen type. Chính vì ở trên cái mẫu xét cái yêu cầu này nó có rất là nhiều thông tin và hầu hết để cho ngắn gọn, đơn giản, người ta dùng rất là nhiều cái từ viết tắt ở trên cái mẫu này. Now, look at a PR microbiology request form and explain some abbreviation for me. Now, bây giờ các em nhìn vào một cái mẫu nhỏ về cái của xét nghiệm về vi sinh và các em giải thích cho cô thấy tất cả các cái từ viết tắt này có nghĩa là gì nhá. Cái này chúng ta đã học và đã coi trước ở nhà chưa? Các em đã xem trước chưa? Yes or no? Ở nhà chúng ta xem trước chưa? Bây giờ cô để 2 phút, sau đó các em sẽ giải thích cho cô những cái viết tắt này có nghĩa là gì and full form và cái hình thức đầy đủ của nó là như thế nào.
recognize any word you don't understand? Now the first one. Cái này chỉ là một cái mảnh nhỏ, một cái mẫu nhỏ của về cái mẫu yêu cầu xét nghiệm vi sinh thôi các em nhé. The first one, look at the first one, MSU. MSU, what does it mean? MSU, what does it mean? Midstream urine. Good, thì trên says that midstream. Midstream urine. Bạn Thủy Tiên nói là midstream specimen of urine. Cái này người ta chỉ nói là midstream urine nha bạn Tiên nhé. What does it mean? Như thế nào là midstream urine? What does it mean? Như thế nào là midstream urine? Okay. Okay. Thùy Trinh, can you tell me what does it mean? Midstream urine, what does it mean? Nước tiểu giữa dòng chứ không phải nước tiểu giữa đường các em nhé. Người ta dùng đúng cái thuật ngữ này là nước tiểu giữa dòng, là nước tiểu sạch. Tức là người ta tránh để không lấy cái nước tiểu đầu dòng là nước tiểu cái nước những giọt nước tiểu đầu tiên. Bởi vì những cái giọt nước tiểu đầu tiên nó có thể giờ bị khuẩn rất nhiều mủ hoặc là những cái chất cặn bã nó đóng ở đầu. Và khi chúng ta đi ra tiểu nước tiểu đầu tiên thì thường nó có các cái tạp chất, các cái cặn bã đấy rất là nhiều. Và người ta lấy nước tiểu giữa dòng, midstream urine. Now the second one, CSU. CSU, what does it mean? What is full form? Và cái từ này viết đầy đủ của nó sẽ như thế nào? CSU. CSU. Good. Bạn Thủy Tiên says that catheter stream urine. Okay. It means catheter specimen of urine. Đây là mẫu nước tiểu như thế nào? Mẫu nước tiểu ở trong ống thông. Và mẫu nước tiểu này là mẫu nước tiểu sạch hoàn toàn, bởi vì nước tiểu được lấy trực tiếp từ ở trong gì, niệu đạo, đưa ra ngoài lấy ra ngoài cái qua ống thông để chúng ta lấy mẫu, thì nước tiểu này nó không bị khuẩn, không bị tiếp xúc với những cái tạp chất bên ngoài, cho nên đấy là họ là nước tiểu sạch. Continue. Urine as specified. Ok, now the next. Bây giờ chúng ta sang cái khái niệm tiếp theo. Urine first voided. Urine first voided. Urine first voided. What does it mean? Urine first voided, đấy là nước tiểu đầu dòng. Các em phân biệt giữa ba loại nước tiểu, nước tiểu đầu dòng là cái nước tiểu mà người ta lấy từ những cái giọt đầu tiên khi được từ niệu quản đưa ra thải ra bên ngoài. Và trong nước tiểu này thường nó có những cái giọt mũ đầu tiên vào sáng sớm. Để làm gì? Cái nước tiểu này, if for test the sexually transmitted infection, người ta kiểm tra cái việc lây nhiễm của cái bệnh lây qua đường tình dục. Cụ thể ở đây là cái gì? Cái chlamydia, cái khuẩn chlamydia. Đây nhé. Continue. Feces. Feces. What does it mean? Phân, ok. Continue. Sputum. Sputum.
filter, đơn giản. Okay. Now the next. The next, NP. What is the NP? Tell me, what is the full form NP? The next one, chúng ta có secretion. Secretion là sự bài tiết. Cần cái chất được bài tiết ra. NP, what does it mean? NP, what does it mean? Good. Nasal basis. Thì trên sửa lại hơi sai rồi, chính tả chữ chữ A thành chữ I em nhé. Nasal basis. Đúng rồi. Đấy là các cái chất bài tiết mà được là gì, người ta lấy thông qua cái đường hô hấp ở đường cái khoang mũi, đường mũi. The next one, PAL. What is PAL stand for? PAL nó viết tắt cho từ nào đây các em? PAL. What is PAL stand for? PAL viết tắt cho từ gì đây? Từ này các em thấy the police stop the driver on his road and test for PAL. Các em thấy cảnh sát hay chặn các cái gì, các cái phương tiện lái xe để người ta kiểm tra. Đúng rồi. Blood alcohol level, nồng độ cồn ở trong máu. And the next one. The next one. Induced sputum. Induced sputum. What does it mean? Đờm loãng, đúng rồi, mẫu đờm loãng bằng cách người ta sẽ phun cái khí dùng nước muối vào để lấy. Ok. Induced sputum, đờm loãng. Continue. Nose swab. Nose swab, what does it mean? Chữ SW này viết tắt của chữ swab. Đấy là mẫu gì? Cái mẫu được lấy ở lấy mẫu bông tăm ở phần mũi. Và throat swab là cái mẫu lấy ở cổ họng. Và cái này đang được là gì? Cái đợt mà xét nghiệm vừa rồi họ cho cái virus Vũ Hán đấy, người ta lấy cái mẫu này rất là nhiều nha. Throat swab, mẫu lấy ở cổ họng. Axillary swab là cái mẫu được lấy từ ở đâu? Từ nách. Dry swab là mẫu được lấy từ ở cơ quan sinh dục. Và eye swab là nó lấy các cái nhữ cái mắt, ở mắt. Continue. The next one. Endocervical swab. What does it mean? Endocervical swab. What does it mean? Who know? Nào. Đúng rồi, đây là mẫu lấy ở cổ tử cung để kiểm tra thử là bệnh nhân có bị ung thư cổ tử cung không, các cái bệnh liên quan đến phụ khoa. Continue. Scope in virus TM. Ghi sai, what does it mean? Các em có hiểu cái này không? Scope, mẫu lấy virus TM is being transported. Ghi sai là mẫu lấy virus tại chỗ. Giống như khi chúng ta xét nghiệm cái virus Vũ Hán và người ta xét nghiệm tại ví dụ như bệnh nhân và lấy mẫu ở cổ họng để mà lấy tại chỗ kiểm tra virus đấy, các cái test nhanh đấy. Continue. Swab for gì đây? Cái bạn chlamydia. Đó là các cái mẫu thử lấy vì cái khuẩn chlamydia để kiểm tại chỗ, để kiểm tra về cái bệnh gây qua lây lan qua đường tình dục.
Special medium ở đây là môi trường đặc biệt em nhé. Continue. Blood culture. Blood culture, what does it mean? Blood culture, what does it mean? Blood culture, what does it mean? Blood culture, à mẫu nuôi cái máu, đúng rồi, xét nghiệm nuôi cái máu. Continue, clot test plus. Clotted blood. Clotted blood là xét nghiệm về cái gì đây? Clotted blood. Okay. Okay. Về xét nghiệm về máu, máu cục, máu đông. Okay. Continue. EDTA plus. Người ta gọi là ETA plus. Nên là xét nghiệm gì đây? ETA plus. What does it mean? ESTA plus. Xét nghiệm dùng cái chất chống đông ESTA để người ta làm cái gì? Xét nghiệm các cái chất này để người ta phát hiện ra, người ta đếm được các cái tế bào, hình dạng và cái thước của các cái tế bào, các em nhé. And the last one, CSF. What is CSF mean? And what is the full form? CSF. Đúng rồi, xét nghiệm về dịch não tủy. Mà cái gì? Cái cách viết đầy đủ của cái từ này là gì? Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid, xét nghiệm dịch não tủy. Như vậy, đây là cô đã giải thích cho các em các cái xét nghiệm cơ bản của về vi sinh. Hey, now look at this. Ở đây là các cái phần mà cô giải thích ra cụ thể từng cái khái niệm một. Các em có thể, nếu như bạn nào muốn, các em có thể check note hoặc em chụp màn hình lại. Laboratory test là xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Microbiology request form, mẫu yêu cầu thực hiện xét nghiệm vi trùng học. Và đây các cái khái niệm lúc nãy chúng ta đã, midstream urine là mẫu nước tiểu giữa dòng, catheter specimen of urine đó là mẫu nước tiểu qua ống thông, là mẫu nước tiểu sạch nhất bởi vì nó không bị nhiễm khuẩn nha. Urine là nước tiểu và chúng ta có động từ to void là bài tiết. Cái từ này hôm sau, cho bài sau chúng ta sẽ gặp lại từ này. Urine first voided for chlamydia. Đó là những cái nước tiểu đầu dòng, những cái mẫu giọt nước tiểu, giọt mũ đầu tiên vào sáng sớm nếu bị nhân mà bị cái gì vi khuẩn chlamydia này thì thường là bị viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục. Và thường đó là buổi sáng sớm nước tiểu đầu dòng nó sẽ có những cái giọt mũ đấy và người ta xét nghiệm thì sẽ dễ dàng hơn, xét nghiệm cho các cái bệnh lây lan qua đường tình dục. Continue. Sputum là nước bọt đờm dãi. Secretion, sự bài tiết, đúng chưa? Và nasal passage secretion là cái mẫu dịch bài tiết qua đường mũi. Cái khái niệm này lúc nãy cô đã giải thích cho các em rồi. Blood alcohol level, mẫu nồng độ cồn trong máu. Rồi lúc nãy các bạn cũng đã đưa ra cái ý kiến của mình. Induced sputum là mẫu đờm loãng. Và nose swab, mẫu lấy ở mũi.
bằng cái bông tâm vô trùng các em nhé. Throat swab là mẫu lấy ở cổ họng, tất cả cái này bằng cái bông tâm vô trùng. Or axilla swab nó là cái gì? Mẫu lấy ở nách. Or cry swab mẫu lấy ở cơ quan sinh dục. Rồi bạn nào có thể các em nghĩ nhanh, các em đỡ mất thời gian, các em chụp màn hình lại nhé. Continue. Eye swab mẫu lấy bằng bông tâm vô trùng ở mắt. Endocervical là mẫu lấy ở nội mạc tử cung. Chúng ta có blood culture là mẫu nuôi cái máu. Clotis mẫu máu cục. Và extra blood mẫu dùng chất chống đông để chúng ta có thể phát hiện ra được, tìm ra được cái hình dạng kích thước của cái tế bào máu. Và cái cuối cùng chúng ta gặp ở trong cái mẫu về xét nghiệm vi trùng sinh vision, đấy là cerebrospinal fluid, mẫu xét nghiệm về dịch não tủy. Now continue, move to the second part. Chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là phần B, a biochemistry and hematology lab report. Đó là các cái mẫu xét nghiệm về sinh hóa và huyết học. Các em nhìn đây là mẫu xét nghiệm về sinh hóa và đây là mẫu xét nghiệm huyết học. Bây giờ chúng ta vào trong cái phần bài cụ thể của chúng ta. Các em nhìn vào cái bảng này. This is a table about the hematology lab report. Đây là cái mẫu báo cáo về xét nghiệm của huyết học. Các em nhìn vào đây, there are four columns. Nó có bốn cột. The first one, the name of the test, tên của cái xét nghiệm. The second one, value, cái giá trị mà khi người ta xét nghiệm, người ta có được cái giá trị nào. Và cái thứ hai, cái cột của rất quan trọng đó là cột rank. Cột rank, what does it mean? Cái cột này có ý nghĩa gì các em? Rank. Đây là trong cái gì? Cái cột này đưa ra cái ngưỡng cho phép. Giả sử như ở đây các em nhìn vào cái xét nghiệm đầu tiên, hemoglobin. Hemoglobin là xét về hồng huyết cầu, đúng chưa? Xét nghiệm về huyết sắc tố của hồng cầu, huyết sắc tố. Thì cái giá trị, giả sử như xét trên bệnh nhân A, thì người ta có thu được cái huyết sắc tố của bệnh nhân này là gì? 143. Như vậy chúng ta phải đối chiếu với lại cái ngưỡng cho phép một người bình thường, thì nó sẽ dao động từ 100 là 159, từ 115 to 165 đến 165. Như vậy 143 thì nó sẽ nằm ở trong cái ngưỡng là normal or abnormal, bình thường hay là không bình thường các em. Như vậy normal, cái giá trị mà 143 xét nghiệm cái kết quả có được của bệnh nhân này, 143 normal or abnormal? Normal, bình thường, bởi vì nó nằm trong cái ngưỡng cho phép, đúng chưa? Và đơn vị để đo đối với lại là hemoglobin, huyết sắc tố, đó là gram per liter, gram cỡ trên lít. Tương tự như vậy, chúng ta có cái dòng thứ hai, đấy là gì? Hematuria. Hematuria, chúng ta xét nghiệm về hematuria của giá trị của bệnh nhân này là 0.224. Trong khi cái ngưỡng đó gì? Cho phép của này là 37 to 0.47. So it is normal or abnormal? Như vậy của bệnh nhân này là nó ở mức bình thường hay là không bình thường? Normal. Ok. Và cái đơn vị, các em phải nhớ đơn vị của từng cái hạng mục và đơn vị của cái khi đo hematuria này là liter per liter. Continue, mean cell volume. Đây là cái gì? Thể tích của hồng cầu. Người ta tính thể tích của hồng cầu thì ở đây là 72.5. Trong khi cái ngưỡng cho phép, trong cái ngưỡng cho phép của một người bình thường là 78.0 to 98. So it is normal.
OS normal, S normal. Như vậy cái giá trị của bệnh nhân này là nó lower, nó thấp hơn cái ngưỡng cho phép. Như vậy hồng cầu của bệnh nhân này đang rất là thấp. Okay. Continue white cell count, thể tích về bạch cầu. Em để ý các cái từ viết tắt của nó nhé. Thể tích của bạch cầu 7.4. Như vậy cái ngưỡng cho phép là 4.0 to 11.0. Như vậy đối bệnh nhân này là normal or unnormal. Cái bạch cầu normal. Và cái đơn vị tính của nó ở đây là times 10 to power 9 per liter. Okay. Như vậy em hiểu cái cách để đọc một cái bảng về báo cáo về huyết học nha, một cái báo cáo về xét nghiệm huyết học. Tương tự như vậy, trước khi chúng ta qua về cái sinh hóa thì các em nhìn vào đây có một số từ cô giải thích cho chúng ta một tí. Thứ nhất là hematocrit là tỷ lệ hồng cầu và mean cell volume đó là thể tích trung bình của hồng cầu và white cell count đó là thể tích trung bình của bạch cầu. Rồi, look at more about the biochemistry lab report. Đây là cái bản báo cáo về cái về sinh hóa. Thứ nhất, người ta đi ở đây là urea and electrolytes là cái chất ure và điện giải. Như vậy, urea của bệnh nhân này là 4.5 và cái ngưỡng cho phép là 2.5 to 6.6. Như vậy là normal của bệnh nhân này là bình thường nha. Yeah. Ok, millimole over liter và đơn vị tính là millimole trên lít. Em nhớ kỹ nha, cái vào thi các em rất hay sai về cái đơn vị tính này đấy. Continue the second. Creatinine. Như vậy creatinine của bệnh nhân này là normal AS normal. How about creatinine? Normal. Yeah. Cái ngưỡng cho phép là từ là normal or abnormal. Abnormal. Như vậy cái ngưỡng từ 60 đến 120 nhưng mà bệnh nhân này có 58 cho nên creatinine của bệnh nhân này là nó thấp. Remarkable. Đáng lưu ý. Continue. How about sodium natri của bệnh nhân này là như thế nào? Normal or abnormal? How about sodium? Về natri của cái lượng bệnh nhân này, normal. Continue. Về kali, potassium is normal too, cũng là bình thường. Bây giờ chúng ta sang cái xét nghiệm thứ hai, về xét nghiệm liver function test. Các cái xét nghiệm về chức năng gan thì chúng ta có gì? Sắc tố màu thứ nhất là bilirubin. Bilirubin là sắc tố của sắc màu gan, người ta xét về cái sắc tố của cái gan. Thì ở đây nó giá trị là 7 và cái ngưỡng cho phép là 3 to 16. Như vậy cái bilirubin của bệnh nhân này là normal. How about ALT? ALT. ALT là gì? Cái ALT của bệnh nhân này nó là 9 trong cái range cho trong cái ngưỡng cho phép của chúng ta 10 to 50 in normal too. And the last one. The last one, kim phosphate. Đó là gì? Alkaline phosphate 131. And ran from 40 to 125. So it's normal or abnormal? Abnormal is higher, nó cao hơn, đúng chưa? Remarkable, đáng lưu ý. Và cái đơn vị tính ở đây là units per liter. Như vậy cái phần này không khó gì hết và chúng ta phải nắm được cái ngưỡng cho phép. Cái quan trọng nhất của cái kết quả về cái phòng xét nghiệm ở đây
các em phải nắm được cái đơn vị tính của các cái xét nghiệm và cái ngưỡng cho phép. Thì từ cái ngưỡng cho phép chúng ta thuộc được thì cái giá trị đưa ra chúng ta mới đưa ra cái nhận xét chính xác là nó là ổn, normal, abnormal, remarkable or unremarkable. Higher or lower, nó cao hơn hay nó thấp hơn, và đi kèm với nó là các cái đơn vị. Rồi, trước khi chúng ta chuyển sang cái phần cuối cùng thì các em nhìn vào đây một tí, cô sẽ giải thích cho các em về các cái gì? Phonetic spelling, very easy, urea and electrolyte, đó là cái chất ure và chất điện phân. Đúng rồi, cô đã nói rồi, đúng chưa? Creatinine, chắc là sodium là natri, potassium là kali, và liver function test, chức năng của gan. Bilirubin, sắc tố màu da cam của gan. Và cái tiếp theo, cái này là cái ALT, nó là short form của alanine aminotransferase. Và cái cuối cùng đó là gì? Kiềm phosphate, alkaline phosphase. Right, 1 minute for you to write down or to test the screen. 1 phút để các em chụp hình nào, các em chúng ta xem thử. Okay, now move to the last one. Turn you to describe lab result. Chúng ta phan sang phần cuối cùng, đó là các cái thuật ngữ, các cái từ chúng ta dùng để mô tả cái kết quả xét nghiệm các em nhé. Now look at the picture and tell me. Somewhere you need to describe this lab result. Em thử kể cho cô những cái từ nào để chúng ta mô tả cho cái kết quả xét nghiệm này. Như vậy cái kết quả xét nghiệm này nó như thế nào? Now tell me some words you to describe this picture. Em thử cho cô vài cái từ để dùng để mô tả theo cái bức tranh này, đang cái tình trạng của cái bức tranh này là như thế nào. Now, okay. Em nhìn thấy cái mũi tên này nó là up, đúng chưa? How who can? Rồi, cô thấy có một số bạn đã đưa ra được á. Bạn Tiểu Cẩm say sát up raised. Higher. What else? Còn gì nữa không? Okay. Bạn Thùy Trinh say sát elevated. Thủy Tiên on the sát increase. Như vậy để mô tả describe the lab result, cái kết quả tăng của một cái gì, một cái tình trạng, một cái kết quả gì đấy, chúng ta có thể dùng thứ nhất up, it's up, nó cao lên, nó tăng lên. Higher or elevated or raised. How about it, Victor? Tell me some word are you to describe for this Victor? Đối với cái bức tranh này thì chúng ta sẽ như thế nào? Okay.
Who can? Rồi, bạn nói bạn Thùy Trinh says that down, reduced, low, down. Okay. Down là nó xuống, như là low là thấp hoặc là reduced. Yeah. In case they not to change it in the range, nếu trong trường hợp nó bình thường, nó nằm trong cái gì, cái ngưỡng cho phép, thì chúng ta sẽ có những cái gì, từ nào để mô tả when the result are within the normal range. Thì doctor say, bác sĩ thường nói như thế nào? Within normal limits. Nó nằm trong cái giới hạn bình thường, within normal limits. Or normal, bình thường. Or unremarkable, không có cái gì là đáng lưu ý. Nếu như nó thấp hơn hoặc nó cao hơn thì người ta sẽ dùng là remarkable, các em nhé, là đáng lưu ý, đáng chú ý. Nhưng mà nếu nó bình thường thì người ta sẽ dùng là unremarkable. Now continue. Look at the table and complete it. Bây giờ các em nhìn ở cái bảng này, on the left hand side, phía bên tay trái của chúng ta, thì người ta cung cấp cho chúng ta các cái unit abbreviation, cái bảng viết tắt về đơn vị. Và bên tay phải chúng ta hãy cho các cái full form. Và ở đây rất đơn giản, bên trên người ta đã cho sẵn các em các cái full form rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhập cho match correctly. Chúng ta hãy nối và gì nhập vào để nối cho nó phù hợp theo đúng các cái viết tắt của nó. Only 2 minutes for you to do this quickly. Okay, now the first one, crumble it. The first one, cái này rất là đơn giản, đúng chưa? Cái này không có gì khó, chúng ta chỉ học thuộc thôi các em nhé. Và cái xét nghiệm nào thì chúng ta sẽ dùng cái đơn vị nào? Crumble it, liter per liter. Okay. Và cái này vào thi các em hay sai, các em hay nhầm cái chỗ, các em để ý nè. Đối với cái đơn vị này, liters by per liter, thì cái S này nó sẽ nằm ở trước các em nhé. Bởi vì vào thi đáp án người ta sẽ đảo và chúng ta rất hay chọn nhầm. Người ta có thể để cái S ở sau, hoặc cả hai cái thì em S, hoặc cả hai cái đều không có S hết. Continue. The next one. Try 10 to power 9 per liter. Continue. The next one. Millimol per liter. Millimol per liter. Micromol per liter, and the last one, mm-hmm.
Units per liter. Ok. Cái phần này thì chúng ta chỉ là nhớ và chúng ta học thuộc thôi, không có cái gì phức tạp hết. Any question about part A, part B and part C? Em có thắc mắc gì về các phần nữa không? No. Now let's do exercise. Nếu chúng ta không thắc mắc gì thì chúng ta sẽ làm bài tập các em nhé. Trước khi các em làm cái bài tập số 1 thì nó có một số cái từ vựng. Write the name of the specimen for each specific condition. Viết tên cho các cái mẫu cho mỗi cái tình trạng mà chúng ta nghi ngờ như thế này. Như vậy tên cho các cái xét nghiệm. Đối với cái tình trạng này, chúng ta nghi ngờ cái tình trạng này thì chúng ta sẽ look at the picture and tell me what is bacterial conjunctivitis. Đó là gì? Viêm kết mạc nha. Nếu như bệnh nhân bị viêm kết mạc thì chúng ta sẽ đề xuất cho cái xét nghiệm, làm cái xét nghiệm gì? How about this? How about this? How about this? This is genital herpes. Đây là cái bệnh sùi màu gà. Như vậy đối với bệnh sùi màu gà thì chúng ta sẽ đề xuất cho bệnh nhân thực hiện làm cái xét nghiệm gì? Bệnh sùi màu gà đấy là một trong những cái viêm nhiễm ở đường sinh dục. Continues. There are two blisters. The first one normal brown. Đang bị viêm màng não. Yeah. The next, how about this? Septicemia, đây là cái gì? Cái một cái mẫu cái tế bào người ta chụp hình ảnh khi xét nghiệm soi ra, đấy là một cái gì của bệnh nhân, người ta lấy một cái mẫu của bệnh nhân bị nhiễm trùng máu các nhé. Đối với nhiễm trùng máu thì chúng ta sẽ có đề xuất cho xét nghiệm cái loại xét nghiệm nào? Okay. Continue renal colic. Viêm ở đường tiết niệu. Nhiễm trùng, viêm ở đường tiết niệu. Lại các em có nghe cô nói không? Dạ có cô. Rồi. Bây giờ các em làm bài tập số 1 đây, các em nhìn vào bài tập số 1. Write the name of specimen for each of specific condition. The first column, cái cục đầu tiên thì cô đã cung cấp cho các em đấy là các specific condition, các cái tình trạng nghi ngờ của bệnh nhân. Bây giờ tương ứng với những cái tình trạng này, chúng ta hãy đề xuất suggest for specimen, các cái đề xuất cho các cái xét nghiệm gì. Ok. Now 1 minute, 2 minutes for you to complete this exercise.
was the first one. Spastic condition, anemia. Anemia, what does it mean? Bài hôm trước chúng ta đã học anemia rồi, đúng chưa? Anemia là gì các em? Anemia? Anemia là gì? Đúng rồi, bệnh thiếu máu. Now, we may the name of specimen for this condition. Như vậy, đối với lại cái tình trạng này thì chúng ta sẽ đề xuất cho cái xét nghiệm gì? Give me the name of specimen for this condition. Okay, good. Thì trên set SAS, đấy là ester blood. Chúng ta sẽ dùng cái xét nghiệm ester blood để chúng ta tìm ra được cái số lượng tế bào hình dạng của máu. Ok, hình dạng các cái tế bào máu hồng cầu. Continue, number 2. Bacterial conjunctivitis. Conjunctivitis. Ok, very easy. Đối với lại viêm màng kết thì chúng ta sẽ có cái đề xuất gì? Write the name of specimen. Very easy. Ok, quickly. Ok, quickly. Ok, give me the name of specimen for bacterial. Đối với bệnh sùi mệt, màu gà ở cơ quan sinh dục thì chúng ta sẽ sử dụng cái xét nghiệm gì? No Christ what? Mà ở đây chúng ta cái sử dụng đấy là no, không phải nước tiểu đầu dòng ấy nhá. Ở đây cái xét nghiệm ở đây sẽ là swab in virus TM, xét nghiệm cái mẫu xét nghiệm lấy virus tại chỗ để người ta sử dụng test nhanh. Đó. Em nhìn vào lại cái lúc nãy cô có nói giải thích cái phần là swab in virus TM, đó là lấy cái mẫu nước, lấy cái mẫu virus tại chỗ ở ngay cái cơ quan sinh dục, có thể là ngay cái chỗ viêm nhiễm để chúng ta xét nghiệm làm quick test. Continue. The next, meningitis. Meningitis, very easy, đúng rồi. Viêm màng não thì chúng ta sẽ cho cái xét nghiệm về dịch não tủy. Septicemia. Septicemia, đối với cái nghi ngờ tình trạng về nhiễm trùng máu, septicemia, thì chúng ta sẽ có cái xét nghiệm là gì? Blood culture, nuôi cấy máu. The next one, urinary infection. Right, give me the name of specimen for urinary infection. Nếu chúng ta nghi ngờ là viêm nhiễm đường tiết niệu thì chúng ta sẽ cho cái xét nghiệm là gì? MSU. Đó là xét nghiệm nước tiểu giữa dòng. Ok. Lấy nước tiểu sạch giữa dòng. And urinary infection. Đối với viêm đường tiết niệu nhưng mà là qua ống thông thì chúng ta sẽ lấy cái mẫu nước tiểu đấy là CSU. Catheter. Ok. Stream urine, nước tiểu ở ống thông. Any question about this exercise? Các em có thắc mắc gì về cái bài tập này nữa không? Okay. Now continue. Complete the sentence describing the result of the report in part B. Hoàn thành các cái câu này mô tả về kết quả báo cáo ở trong phần B. Như vậy cái này rất là dễ, chúng ta chỉ đối chiếu với phần B đúng không? Mà lúc nãy chúng ta cô mới hướng dẫn cho các em các cái kết quả xét nghiệm đấy. Thì chúng ta đối chiếu vào, người ta đã đưa cho chúng ta cái con số ở đây thì chúng ta sẽ nhìn vào cái rank của nó.
và chúng ta đưa ra để cái nhận xét như thế nào và cái đơn vị của nó. Ok. 2 minutes for you to do this exercise. Finish. Xong chưa các em? Number 1, hemoglobin E. Như vậy câu 1 ở đây chúng ta sẽ điền thông tin gì vào gì? Ở đây các em nhìn chúng ta có 3 chỗ trống á, các em nhìn vào textbook của mình người ta chười 3 chỗ trống. Bởi vì ở đây với một cái vị trí chúng ta có thể có nhiều cách điền, nhưng chúng ta phải theo cái mà người ta đã đưa ra. Như vậy ở mỗi cái cô đã để dấu chấm như này. 143, như vậy nó đang ở cái mức là như thế nào? Ok, within normal limit, trong giới hạn. Bởi vì ở đây chúng ta có thể là not normal, đúng chưa? Hoặc là unremarkable, nhưng mà ở đây người ta đã để chúng ta 3 chỗ trống thì bắt buộc chúng ta phải điền cho đầy đủ vào. Chúng ta phải chọn cái phù hợp nhất. Và 143 gram per liter, đơn vị đo của hemoglobin sẽ là grams per liter. Và tương tự vào chúng ta vào thi, cô nhắc sau này chúng ta thi cũng vậy. Tức là người ta cũng để như thế này, nhưng mà thay vì á, là ở đây các em điền vào thì vào thi người ta sẽ cho chúng ta sẵn 4 đáp án. Ví dụ A gram, B grams có S, hoặc là C đấy là millimol or something like that, và chúng ta chọn cho phù hợp. Như vậy bắt buộc các em phải muốn làm được cái bài tập dạng này, chúng ta phải nhớ được cái range, cái ngưỡng cho phép của nó và cái unit đơn vị của nó nhé. Now number 2, creatinine is likely. Creatinine, như vậy 50A là
Thì ở đây là 58 mà cái ngưỡng cho phép thì phải là từ 60 to 120, 60 đến 120. Như vậy là gì? Pretty 58 is mean is, nó hơi thấp. Và ở đây các anh thấy người ta để cho chúng ta là gì? Một chỗ trống, cho nên chúng ta có thể là dùng là lower. Ở đây bắt buộc phải dùng tính từ. Bạn Quốc Bảo ơi, chúng ta không dùng reduced được. Reduced nó là động từ. Cho nên ở đây các nhìn đã có động từ chính là động từ to be rồi. Cho nên chúng ta phải chọn ở đây một intensity. Nó thấp như vậy. 58 cái gì đây? Micromol per liter. Đơn vị của nó là micromol per liter. Như vậy Quốc Bảo em hiểu được cái chỗ này chưa? Về ý nghĩa thì đúng, nhưng mà về cấu trúc ngữ pháp thì ở đây em không thể chọn được chữ reduced. Understand Quốc Bảo? Continue number 3. Đấy, cho nên sau này các em vào làm bài trắc nghiệm, ví dụ cũng một chỗ như thế này, nhưng người ta để low, để reduce, người ta để là remarkable or unremarkable, vân vân, something. Những cái từ như vậy chúng ta phải chọn lọc nó ngoài cái nghĩa ra, nó phải phù hợp và gì về cái hòa hợp về ngữ pháp nữa nhé. Number 3. Ankylosing for faster e 131. Nhưng mà ở đây người ta để cho chúng ta một chỗ thì ở đây chúng ta sẽ có thể điền được từ gì đây? Y như vậy ở sau này bắt buộc chúng ta phải dùng là good. Như vậy bạn Tiểu Cầm nói là gì? Chúng ta có thể dùng được tất cả các cái tính từ. Hai, elevated, up or raised. Tất cả các từ này chúng ta đều được có thể dùng được em nhé. 131 units per liter. Number 4. Number 4. ALT is like reduced. Number 4. Number 4. Okay. Number 4. Okay. Bạn nào làm xong rồi, như vậy người ta để cho 9. Number 4, bạn nào làm xong rồi? Ok, nào number 4. Ok, như vậy các em nhìn vào cái ALT người ta cho là nó từ 10 cho đến 15. Như vậy nó 9 ở đây thì nó có nghĩa là gì đấy? Nó giảm, đúng chưa? Nó thấp. Và đơn vị của ALT ở đây là gì các em? Units per liter. Ok. Continue. Number 5. Bilirubin is 7. 7 thì nó là ở nằm trong cái mức là gì? Normal. Good. Ở chúng ta thay vì dùng normal, chúng ta cũng có thể dùng tính từ là unremarkable. Không có gì đáng kể, không có gì để phải lưu ý, đúng chưa? 7 micromol per liter. Cái này thì chúng ta thuộc, nó không có gì khó hết, mà bắt buộc nó chỉ có cái là các em phải thuộc thì chúng ta mới làm được. Chúng ta thuộc cái ngưỡng cho phép của nó. Now the last exercise. Write the full description of the following result from a case history. Chúng ta viết cái mô tả đầy đủ về các cái kết quả xét nghiệm. The first one
be ion for you. Cái đầu tiên người ta đã làm mẫu cho chúng ta, ví dụ như là sodium 138, natri là 138, thì chúng ta viết ra natri 138 như vậy. Natri nó nằm trong cái ngưỡng của chúng ta là từ mấy? 135 cho đến gọi là gì? 145. Như vậy 138 nằm trong ngưỡng nó là sodium in normal, natri bình thường 138 mmol/L. Cái đầu tiên ta làm mẫu, bây giờ chúng ta sẽ viết tiếp tục từ number 1 to number 6. Các em chịu khó các em viết ra là nếu như chúng ta sai lỗi chính tả và chúng ta vừa viết thuộc luôn cả cái ngưỡng và đơn vị. Bạn nào viết xong câu nào các em gõ vào hộp chat cô sẽ kiểm tra nhé. Nào, 5 minutes, 6 minutes for you to do 6 statements, 6 câu, và chúng ta sẽ có 6 phút để làm cái bài tập này. À cô ơi, cho em hỏi với cô. À, cái câu cái bài hồi nãy, bài 2 hồi nãy cô là 2. Câu 2 với câu 4 nó giống nhau á cô. Đấy là cô nói là câu 2 là không dùng được động từ, nhưng mà em thấy câu 4 nó cũng y như câu 2 vậy, nhưng mà nó dùng. Chúng ta dùng ở đây reduce đây với ý nghĩa reduce này nó mang tính là intensity, một tính từ past participle có chức năng như một tính từ thì được. Như vậy cái lúc nãy cỡ câu 2 em vẫn có thể dùng được reduced, nhưng mà nó không phải là động từ mà nó với ý nghĩa past participle có chức năng như một tính từ. Ok chưa? Lúc nãy cô nhìn xuống cô cũng đã thấy cái trường hợp của câu 4 đấy. Vậy ở đây chúng ta phải hiểu nó thêm là như vậy. Các em câu 2 ở đây lúc nãy em dùng reduced thì vẫn được, và với các em phải hiểu ở đây với ý nghĩa là past participle với chức năng của một past participle là như một tính từ. Ok. Dạ ok cô. Như vậy câu 2 chúng ta có thể dùng now hoặc là dùng reduced. Both ok. Rồi, các em viết đi câu 1, các em viết xong chưa? Các em viết ra chúng ta kiểm tra xem thử. Rồi, bạn Lê Văn Nguyên viết là gì? À, bạn Nguyên và bạn Thùy Trinh. Potassium in normal. Các em có thể dùng normal or unremarkable đều được nhé. 4.5 minimum. Ok, good. Continue, number 2. Number two là thể tích của cái gì? White count, thể tích của bạch cầu. White cell count.
này, bà Nguyễn Thị Thùy Trinh. Why cell count is high? Nó cao. 12.2 times 10 to power 9 per liter. Cái viết ra cái đầy đủ của cái thể tích bạch cầu ra luôn các em nhé. Why cell count, các em đừng có để cái ở dạng sóc con. Number 3. Number 3, bạn Lê Văn Nguyên. Sisas hematocrit is, em viết sai chính tả rồi Nguyên nghe, reduced thì phải có là AD, giống như trường hợp bạn bạn Quốc mới vừa hỏi đó, bạn Phan Quốc Quốc Bảo á, mới vừa hỏi cô đó. Nghe. Ideal hoặc nếu như em dùng là reduce thì chúng ta reduce viết sai đúng chính tả và phải có đi vô trường hợp này, nó giống như một SCT ở dùng past participle. Rồi câu số 3, bạn Quốc Bảo, em thấy trong trường hợp này thay vì dùng down thì chúng ta cũng có thể dùng reduced. Được chưa Quốc Bảo? Rồi, number 4, câu 4. Bạn Thùy Trinh, Cesar, mean cell volume. Như vậy là cái gì? Ở đây là thể tích của hồng cầu. Thể tích của hồng cầu thì như thế nào? Is reduced or low? Both ok, 72.5 ml. Cho nên các em tất cả các dạng bài tập người ta có đảo đến cho sẵn hoặc là yêu cầu các em viết gì thì tất cả các em phải thuộc cái ngưỡng của nó thì chúng ta mới đưa ra cái nhận xét chính xác và phải là nhớ cái đơn vị. Number 5. Number 5. Number 5. Okay. Bạn nào viết xong số 5 rồi? Good. Alkali phosphate state is normal. Thay vì dùng normal, chúng ta có thể dùng unremarkable các em nhé. 72 units per liter. And the last one. Và cuối cùng, đấy là ALT is low. 9 units per liter. Okay, now are there any question about the lesson laboratory test? Em có thắc mắc gì về cái bài mà các cái xét nghiệm trong phòng thí nghiệm nữa không? Are there any question? Are there any question the whole class? Are there any question about this lesson? Các em có thắc mắc gì về bài này hôm nay nữa không? If you don't have any question, we stop here. Nếu như chúng ta không có thắc
mắc gì thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài học ở đây nhé. Và hôm sau chúng ta chỉ còn một bài cuối cùng, đó là bài 7, The Urinary System. Hôm sau cô sẽ hướng dẫn cho các em bài số 7, bài cuối cùng, và bắt đầu qua từ bài 7, bài 8 cho đến bài 14 thì thầy Hồ Xuân Tuấn sẽ hướng dẫn các em 7 bài cuối. Ok. Any question? Và khi nào hết dịch thì cô sẽ có tập lớp mở 2 tiết để chúng ta ôn tập trước khi chúng ta làm bài kiểm tra giữa kỳ. Em nhé. Rồi, các em có thắc mắc gì nữa không? Hi. Goodbye, the whole class.